Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Mưa lớn hoành hành ở Quảng Tây khiến 26 người chết, 10 người mất tích, hơn 1,25 triệu người bị ảnh hưởng, 75 dòng sông vượt báo động. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục, Quảng Tây đã hứng chịu lũ lụt trên diện rộng kể từ ngày đầu tháng. Mực nước của 75 con sông trong lãnh thổ vượt quá mức cảnh báo và gần 50 quận trong 12 thành phố bị lũ lụt. Đợt mưa lớn này đã khiến 1.251.200 người ở Quảng Tây bị ảnh hưởng, 101.600 người phải di rời khẩn cấp, 26 người chết và 10 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 3,4 tỷ nhân dân tệ. Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Quảng Tây đã thông báo vào ngày hôm qua rằng, kể từ ngày đầu tháng này, Quảng Tây đã trải qua những trận mưa lớn liên tục và lượng mưa chủ yếu tập trung ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Chỉ, Ngô Châu, Quý Cảng, Hà Châu, Phong Thành Cương và các thành phố khác, Rong Giang, Lạc Thanh Giang. Quý Giang có 114 trạm giám sát chế độ nước ở 75 con sông, bao gồm sông Tương Giang, sông Tiền Giang và sông Tân Giang, đã trải qua lũ vượt cảnh báo, với mực nước vượt cảnh báo tối đa lên tới 6,93 m. Trong số đó, sông Vạn Tượng, một nhánh của sông Tương Giang, đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn được xây dựng, xảy ra một lần trong hơn 60 năm. Đoạn sông Quận Dương Sóc của sông Quý Giang và sông Lương Phong, một nhánh của sông Quý Giang, cũng trải qua trận lụt lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn được xây dựng. Vào lúc 15 giờ ngày hôm qua, Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu da cam, yêu cầu Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Chỉ, Lai Bình, Quý Cảng, Hà Châu, Ngô Châu và các thành phố khác chú ý đến những thay đổi về chế độ mưa và nước, tăng cường phòng, tránh nguy hiểm kịp thời. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai Quảng Tây và Sở Nội vụ Quảng Tây đã khẩn trương nâng cấp ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp của khu tự trị lên cấp 3, dựa trên tình hình thiên tai trầm trọng hơn hiện nay. Theo thống kê từ Văn phòng Cứu trợ thiên tai của Sở Dân chính Quảng Tây vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua, đợt mưa lớn này đã gây ra lũ lụt ở gần 50 quận trong 12 thành phố của Quảng Tây. 1,2512 triệu người bị ảnh hưởng và 101.600 người phải di rời, tái định cư khẩn cấp, sạt lở đất, lũ lụt và các thiên tai khí tượng khác làm 26 người chết, 10 người mất tích. Ngoài ra, lượng mưa lớn liên tục cũng khiến 65,42 nghìn hecta cây trồng bị hư hại, 863 hộ gia đình và 2.211 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,876 tỷ NDT, trong đó thiệt hại với nông nghiệp là 1,904 tỷ NDT. Để hỗ trợ công tác cứu trợ vùng thiên tai, Sở Tài chính Quảng Tây và Ban Dân chính Quảng Tây đã khẩn trương phân bổ 26 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai cho các vùng bị thiên tai nghiêm trọng vào ngày hôm qua. Theo dự báo của Cục Khí tượng Quảng Tây, rãnh áp cao hiện tại đang di chuyển về phía đông và suy yếu. Đường đứt gãy dao động ở khu vực trung tâm Quảng Tây, luồng phản lực Tây Nam được duy trì. Dự kiến từ chiều tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, thời tiết ở Quảng Tây tiếp tục có mưa. Mưa vẫn to ở một số khu vực Bắc Hải, Tần Châu, Phong Thành Cảng, Ngọc Lâm, Ngô Châu, Hà Châu và các thành phố khác. Cục Quản lý Khẩn cấp rằng tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, đợt mưa bão và lũ lụt hiện tại đã khiến 100.000 người ở Chiết Giang, Phúc Kiến thiệt mạng, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và Quý Châu có 6,14 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 60 thành phố, quận và 323 quận, 108 người chết, 47 người mất tích, 408.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp và 193.000 người dân cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. 19.000 ngôi nhà bị sập và 92.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 438,7 nghìn hecta, trong đó 62,1 nghìn hecta mất mùa. Thiệt hại kinh tế trực tiếp 25,13 tỷ nhân dân tệ. Tại hội nghị điều động cứu hộ khẩn cấp phòng chống lũ lụt và chống lũ lụt, Hoàng Minh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức cho người đứng đầu các đơn vị liên quan phân tích và đánh giá hiện tại điều kiện mưa và nước, điều kiện lũ lụt và thiên tai và 11 tỉnh bao gồm Quý Châu và Quảng Tây. Ban quản lý khẩn cấp của các tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng cứu hỏa đã kết nối video và triển khai lại công tác phòng chống lũ lụt và cứu nạn hiện tại. Theo tham vấn và nhận định, 3 ngày qua vùng mưa tập trung chủ yếu ở Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Từ 5 ngày tới, vành đai mưa sẽ di chuyển từ lưu vực sông Dương Tử đến Trung Nam và Nam Giang Nam, và khu vực mưa chủ yếu nằm ở phía nam sông Dương Tử. Ngập úng cục bộ và thiên tai lũ lụt trên núi có nhiều khả năng xảy ra ở Nam Quý Châu và Nam Tứ Xuyên trong hôm nay và ngày mai, đồng thời nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và Nam Trung Quốc vào tuần tới là rất cao. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây, các con sông như Lưu Giang và Quý Giang ở Quảng Tây, Tương Giang ở Hồ Nam và sông Lệ An ở Giang Tây có thể bị lũ lụt vượt mức cảnh báo.
và một số sông vừa và nhỏ có thể bị lũ vượt cảnh báo an toàn. Hiện hầu hết các sông có mực nước vượt mức cảnh báo sớm đã rút xuống dưới mực nước cảnh báo. Theo yêu cầu, tất cả các địa phương cần hoàn thiện và thực hiện các phương pháp cảnh báo, tuyến di chuyển và vị trí tránh thiên tai, và có các biện pháp di chuyển và tránh toàn diện cho các nhóm đặc biệt như người già và trẻ em không bị bỏ lại phía sau, thực hiện một hệ thống tư vấn hàng ngày và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Các vùng bị thiên tai trong giai đoạn đầu cần tăng cường điều tra, giám sát, kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn. Ngành thủy lợi tăng cường các biện pháp như phòng chống lũ sông, hồ chứa nguy hiểm, quan trắc, cảnh báo sớm chế độ nước, phòng ngừa thiên tai lũ lụt trên núi và điều phối dự án tiết kiệm nước. Bộ phận quản lý khẩn cấp cần làm tốt công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Sở Phát triển Nông thôn tăng cường kiểm tra các khu nhà nguy hiểm. Sở Giao thông Vận tải tăng cường giám sát, cảnh báo sớm các cầu, hầm, cống để có biện pháp kiểm soát giao thông. Các sở điện lực, chính quyền thành phố phải có phương án khống chế, cải thiện tình trạng ngập úng đô thị, tiêu úng và cơ chế phối hợp phòng và chống. Phải phát huy cao độ vai trò của lực lượng đặc công quân giải phóng nhân dân, công an vũ trang, dự bị động viên, làm tốt công tác chỉ đạo kỹ thuật, bảo đảm hậu cần, lãnh đạo và nhân viên thực hiện trực nghiêm túc 24/24 giờ và bất kỳ lũ lụt hoặc thiên tai nào phải được báo cáo càng sớm càng tốt. Được biết, từ hơn 20 ngày qua, lực lượng cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy cả nước đã tham gia hơn 900 lượt phòng chống lụt bão, điều động hơn 9.400 lượt chỉ huy, chiến sĩ, điều động hơn 1.100 tàu thuyền, cứu được 5.060 người bị mắc kẹt và sơ tán những người bị mắc kẹt, có 14.542 người bị mất trắng nhà cửa và tài sản, 1,166 tỷ nhân dân tệ tài sản được giải cứu và 1,191 tỷ nhân dân tệ tài sản được bảo vệ. Kính thưa quý vị khán giả, một thảm họa lở đất hiếm gặp do vỡ đập chứa chất thải mỏ. Hôm thứ Tư vừa qua, có 231 người chết trong trận lở đất ở khu khai thác Đại Sơn, thị trấn Đào Tư, huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây. Có một mỏ sắt Đại Sơn ở thị trấn Đào Tư, huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, được một công ty nhà nước khai thác vào khoảng năm 1970. Mỏ này bị đóng cửa vào năm 2005. Sau đó, một công ty tư nhân đã mua mỏ này và tiếp tục khai thác. Khi mỏ ban đầu được khai thác, xỉ thải do quá trình đầm quặng tạo ra được chất thành đống trong ao chứa chất thải bị chặn bởi con đập. Sau khi mỏ sắt Đại Sơn ban đầu bị đóng cửa, ao chứa chất thải quặng đuôi cũng bị bỏ hoang và nó chứa đầy cát thải khô. Sau khi các công ty sau này tiếp quản, họ đào cát quặng đuôi khô ban đầu trong ao chứa chất thải và bắt đầu chất đống xỉ quặng đuôi mới trong ao, và nước được bơm ra khỏi mỏ cũng được thải vào ao. Vỏ quặng đuôi này cao 20m, có sức chứa 180.000 mét khối, cách gò khoảng 1 km là khu chợ trong khu khai thác, có sức chứa hàng nghìn người. Mỗi ngày công nhân và người nhà của khu khai thác chính cũng như dân làng xung quanh đến đây để đi chợ. Khu chợ được bao quanh bởi những ngôi nhà một tầng hình tròn, nơi những người thợ mỏ và gia đình của họ sinh sống. Bên dưới khu chợ không xa là làng Vận Hòa, do đập chứa chất thải đã lâu không được sửa chữa, nên khi một lượng lớn xỉ thải và nước được bơm vào sẽ có nguy cơ vỡ đập rất lớn. Trên thực tế, sự an toàn của bể chứa chất thải cũng đã được thảo luận tại cuộc họp cấp cao của mỏ, nhưng không có biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện. Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, dân làng đã phát hiện ra những vết rò rỉ nước nhỏ trên thân đập của đập chứa chất thải. Mặc dù ngay từ đầu vụ việc đã có báo cáo rằng dòng chảy mảnh vụn xảy ra do mưa lớn, nhưng theo thông tin do Cục Khí tượng tỉnh Sơn Tây đưa ra, trong 9 ngày trước khi vụ việc xảy ra, trong 24 giờ có mưa phùn với lượng mưa 1,5mm trong khu vực địa phương. Ngày hôm đó tình cờ là ngày họp chợ của khu chợ ở khu vực khai thác mỏ Đại Sơn, nên nhiều người đến chợ hơn bình thường. Khoảng 7 giờ 50 phút sáng, đập chứa quặng đuôi bất ngờ bị sập. Một lượng lớn bùn cát chứa đầy nước trong mao chứa quặng đuôi ập xuống như rồng phá lồng, tạo thành vành đai sạt lở rộng khoảng 600m, tạo thành 3 hàng dài cả cây số. Khu chợ và các tòa nhà xung quanh bị cuốn trôi và chôn vùi ngay lập tức. Nhiều ngôi nhà ở các ngôi làng phía hạ lưu cũng bị phá hủy. Hôm nay là ngày mỏ trả lương, khoảng 60 công nhân đã đến công ty cạnh chợ từ sáng sớm. Nhân viên Lưu He vừa ngồi xuống tầng 1 của tòa nhà văn phòng thì nghe thấy một tiếng bùm, ngôi nhà rung chuyển và nước bùn bắn tung tóe lên người. Sau đó, anh nhớ lại, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị ném ra ngoài và bất tỉnh. Trên thực tế, toàn bộ tòa nhà văn phòng đã bị cuốn đi gần 100m bởi trận lở đất dữ dội. Người dân làng Tô Kiến Phong cho biết, mọi người tại hiện trường không có thời gian để chạy hay thậm chí la hét. Toàn bộ quá trình có lẽ chỉ mất chưa đầy một phút, hai tòa nhà đã biến mất và khu chợ sôi động vừa rồi cũng biến mất. Là một tài xế xe tải, như thường lệ, sáng sớm hôm đó đến chợ gom hàng, nhưng cũng bị vùi lấp dưới dòng bùn đặc quánh. Sau đó, Cục Quản lý An toàn Lao động Nhà nước thông báo rằng, giấy phép sản xuất an toàn của công ty khai thác đã bị thu hồi từ tháng 4 năm 2006 và giấy phép khai thác hết hạn từ tháng 8 năm 2007. Vì vậy, công ty này là một doanh nghiệp bất hợp pháp. Tuy nhiên, những doanh nghiệp bất hợp pháp như vậy có thể tạo ra những thảm họa tiềm tàng to lớn trong khi tiếp tục sản xuất. Điều này không thể không gây ra những suy nghĩ sâu sắc.
Điều đáng chú ý là mối nguy hiểm của các ao chứa chất thải được xếp hạng thứ 18 trong bảng xếp hạng tai nạn thảm họa quốc tế. Chất thải tích lũy trong các mỏ khác nhau ở Trung Quốc đã vượt quá 7 tỷ tấn và con số này vẫn đang tăng hơn 300 triệu tấn mỗi năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Sông Tùng Hoa lần 2 dâng lũ. Nước sông dâng cao cuốn trôi xe cộ trên đường phố Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc ủng hộ hơn 300.000 đô la Mỹ cho khu vực ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Pakistan. Lễ hội thu hoạch của Trung Quốc đánh dấu vụ mùa bội thu đầy khó khăn vì mưa lũ. Kính thưa quý vị, tưởng chừng như những trận bão, lũ lớn của mùa hè đã trôi qua và mùa mưa đang dần chấm dứt để nhường chỗ cho thời tiết khô lạnh, thì sông Tùng Hoa, một trong những dòng sông lớn và quan trọng nhất của Trung Quốc, đã tiếp tục chứng kiến trận lũ thứ hai trong năm 2023. Sông Tùng Hoa tại Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến trận lũ thứ hai trong năm vừa qua sau khi những trận mưa lớn kéo dài tại khu vực thượng nguồn con sông. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vào lúc 1 giờ 5 phút chiều, mực nước của trạm đo thủy văn tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang đã đạt mức cảnh báo là 118,3m. Trung tâm Thủy văn và Tài nguyên nước Hắc Long Giang ngay sau đó đã ban hành cảnh báo màu vàng về lũ lụt, cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể xảy ra tại đoạn Cáp Nhĩ Tân của sông Tùng Hoa. Được biết, hệ thống cảnh báo lũ lụt của Trung Quốc gồm 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh lam. Một khoảnh khắc đầy kinh hoàng mới đây đã được ghi lại tại Trung Quốc khi một đợt sóng triều cường khổng lồ ập xuống, một con đường đông đúc và dòng nước chảy xiết cuốn trôi hàng chục chiếc xe cộ trên con đường này. Một đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã ghi lại cảnh một cơn sóng triều cường khổng lồ đổ xuống một con đường đông đúc dọc bờ sông Tiền Đường tại thành Hàng Châu, miền đông Trung Quốc và lập tức nhấn chìm một hàng xe cộ đang dừng đèn đỏ. Theo chính quyền và cơ quan chức năng địa phương, 7 phương tiện đã bị hư hại vì sự cố, nhưng may mắn rằng không có thương tích hay là thương vong nào được ghi nhận. Với thủy triều dâng tới gần 10 mét và dòng nước chảy xiết với tốc độ tới 40 km/h, người dân thành phố cho biết họ đã có thể nghe thấy những tiếng gầm rú của cơn sóng từ nhiều giờ trước khi sự cố xảy ra, và nước sông Tiền Đường vẫn tiếp tục dâng trong nhiều giờ sau đó. Được biết, dòng sông Tiền Đường vẫn thu hút hàng vạn khách du lịch mỗi mùa thu, những người hiếu kỳ tới xem các khoảnh khắc ấn tượng của cơn triều cường. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra sự cố, các quan chức khí tượng của Trung Quốc đã cảnh báo những du khách này về hiểm họa của việc ngắm triều cường và nhấn mạnh rằng đây có thể là đợt triều cường mạnh nhất trong 3 năm gần đây. Vào tháng 8 năm 2013, do ảnh hưởng của cơn bão Chami đạt độ cao gấp đôi so với trung bình thường, đánh vỡ hàng rào lũ lụt sau đó đã cuốn trôi và làm bị thương nhiều khán giả. Một phái đoàn của Trung Quốc do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi, Pakistan, ông Lee Zibban dẫn đầu chuyến thăm Thủ tướng Javad Zarif vừa qua đã quyên góp hơn 300.000 đô la Mỹ cho khu vực ảnh hưởng bởi mưa lũ tại quốc gia Nam Á này. Phái đoàn của Trung Quốc do Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thủ phủ Karachi của vùng Sri thuộc Pakistan, ông Lee dẫn đầu đã có chuyến thăm tới văn phòng Thủ tướng Javad Zarif vừa qua. Trong chuyến thăm, ông Lee đã cam kết quyên góp 25 triệu rúp, tương đương gần 350.000 đô la để viện trợ cho người dân tại những khu vực đang bị mưa lũ. Phái đoàn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về những thiệt hại về người và tài sản trong trận mưa và lũ lụt gần đây ở Sindhikat và đảm bảo với Thủ tướng Sanbat Sharif rằng chính phủ Trung Quốc sẽ giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Thủ tướng Sanbat Sharif sau đó đã cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc và cũng nhắc lại là những khoản viện trợ và hỗ trợ từ Bắc Kinh trong các trận lũ lụt năm 2010 và năm 2011. Hàng trăm triệu nông dân Trung Quốc đã khai mạc lễ hội thu hoạch thường niên lần thứ nhất vừa qua, với kỳ vọng một vụ mùa bội thu bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và thảm họa mưa lũ kéo dài. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã mô tả vụ thu hoạch mùa thu năm nay dự kiến là khó thắng, sau khi nước này phải chứng kiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở sông Dương Tử và hạn hán ở miền Bắc cùng với sự gián đoạn bởi đại dịch.
Song bất chấp những khó khăn này, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết sản lượng ngũ cốc vụ xuân năm nay nhìn chung đã được đảm bảo do nỗ lực kiểm soát sâu bệnh tốt hơn dự kiến và sự phục hồi nhanh chóng sau lũ lụt mùa hè vừa qua. Cơ quan này cho biết diện tích hạt vụ đông chiếm phần lớn sản lượng ngũ cốc hàng năm, ước tính đạt 85,6 triệu hectare trong năm nay, tăng hơn 330.000 hectare so với năm 2021. Một bầu không khí lạc quan được bao trùm lên các vùng nông thôn của Trung Quốc, nơi nông dân đang khai mạc lễ hội thu hoạch bằng các bài hát và điệu múa, triển lãm sản phẩm, lễ hội hóa trang và lễ trao giải cho nông dân có thành tích tốt nhất. Tại thành phố Vận Thành của tỉnh Sơn Tây miền Bắc Trung Quốc, địa điểm chính của lễ hội thu hoạch năm nay, nông dân và doanh nhân từ 9 khu vực cấp tỉnh của lưu vực con sông Hoàng Hà đã tham dự các hoạt động theo chủ đề nông nghiệp và quảng bá sản phẩm của họ tại các cuộc triển lãm. Ông Xi Yao-gu, chủ tịch của một công ty chế biến kê có trụ sở tại Sơn Tây cho biết, nông dân trồng kê đang kỳ vọng một vụ thu hoạch tốt nhất trong thập kỷ, vì tỉnh này không bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai lớn trong năm nay. Trong khi đó, thì ông Gai Yongfen, một nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã giành được danh hiệu vua đậu nành Hắc Long Giang trong một buổi lễ ở thành phố Furin. Các quan chức địa phương cho biết viễn cảnh vụ thu hoạch bội thu gần như chắc chắn bất chấp 3 cơn bão trong những tháng gần đây. Mọi sự hỗ trợ của chính phủ, ông Ga cho biết các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hơn và giống chất lượng tốt hơn đã giúp các trang trại địa phương chống chọi với thiên tai. Chính quyền tỉnh cho biết gần 5 triệu chiếc máy móc nông nghiệp đã được sử dụng trong mùa xuân này, cùng với việc thực hiện quản lý trang trại chặt chẽ hơn và các tiêu chuẩn cao hơn. Ông Lưu Chun, chủ tịch một hợp tác xã máy móc nông nghiệp địa phương ở Burin, hướng dẫn nông dân tiêu nước khỏi ruộng lúa sau trận mưa lớn do bão số 2 gây ra vào đầu tháng này. Ông Lưu cho biết, cây trồng của chúng tôi từng bị ngâm nước sau trận mưa lớn trong một thời gian dài, nhưng mà chúng tôi có thể thoát nước nhanh chóng lần này nhờ các rãnh thoát nước được nâng cấp, do đó đảm bảo một vụ thu tốt. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ xây dựng cơ sở hạ tầng canh tác và thúc đẩy công nghệ canh tác cũng được ghi nhận cho sự phục hồi tương đối nhanh chóng ở nhiều vùng bị lũ lụt tàn phá. Tỉnh An Huy nằm trên lưu vực sông Dương Tử và Hoài Hà là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Để giúp nông dân bù đắp phần nào thiệt hại, chính quyền địa phương đã mua cây giống bắp cải từ tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc và phân phát miễn phí cho nông dân. Tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc bao gồm 3 phần: sản lượng lúa sớm, nguồn gốc mùa hè và mùa thu. Các loại cây ngũ cốc mùa thu bao gồm ngô và lúa mùa trung và muộn, chiếm phần lớn sản lượng ngũ cốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia, Trung Quốc đã có vụ thu hoạch bội thu đối với cả lúa mùa và lúa sớm vào năm 2022, đánh dấu mức tăng hàng năm lần lượt là 1,21 triệu tấn và 1,03 triệu tấn. Kính thưa quý vị và các bạn, một trận động đất có độ lớn 6,0 độ Richter đã xảy ra sáng sớm nay tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 60 người bị thương. Tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Hơn 2.900 nhân viên cứu hộ đã được cử tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót và triển khai công tác cứu trợ thiên tai. Trận động đất cách Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên gần 200 km và thành phố Trùng Khánh chỉ 124 km nên có thể cảm nhận rõ rệt độ rung lắc. Theo số liệu thống kê, trong vòng 200 km tính từ tâm chấn đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong vòng 5 năm qua. Một trận động đất có cùng cường độ 6,0 độ Richter từng xảy ra ở thành phố Nghi Tân, cách tâm chấn này là 105 km. Tỉnh Tứ Xuyên là địa phương thường xảy ra động đất ở Trung Quốc. Khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất kinh hoàng với cường độ 8 độ Richter xảy ra ở huyện Vấn Xuyên thuộc tỉnh này hồi tháng 5 năm 2008. Trưa ngày hôm qua, cũng xảy ra một trận động đất cường độ mạnh 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tứ Xuyên được coi là rốn động đất ở Trung Quốc. Cách đây hơn 10 năm, vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất kinh hoàng cường độ 7,8 độ Richter tại huyện Mân Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên khoảng 90 km về phía Tây, đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người. Thưa quý vị khán giả, vẫn còn hàng chục người đang bị mất tích sau khi vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc hôm Chủ nhật tuần trước, cùng hơn 900 người đã phải đi sơ tán. Trong khi đó, những người may mắn sống sót đã bắt đầu kể lại những câu chuyện thoát chết thần kỳ của họ.
ông Hwang Jong-kin, chủ nhà một nhà máy ở thành phố công nghiệp Thâm Quyến, đang đi dạo dưới phố sáng ngày 20 tháng 12, thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, cuộc gọi đến từ một người quản lý của ông kể về các trận rung chấn ghê gớm tại nhà máy của ông đặt tại khu vực quận Gangming. Lúc tôi nhận cuộc gọi ấy, tất cả những gì tôi có thể nói được là sơ tán ngay, ông Hwang nói với tờ nhật báo Jinbao của Thâm Quyến. Bà Yan sau khi nhận chỉ thị của ông Hwang đã tập hợp tất cả nhân công trong nhà máy đến đủ số lượng trước khi dẫn họ đến nơi an toàn. Sau khi đã thoát nạn nhờ cuộc gọi khẩn cấp cho giám đốc, bà Yan nói với nhật báo Xinhua cả tòa nhà bỗng nhiên rung lắc rất mạnh đến nỗi tôi có thể nghe được một tiếng nổ đến từ lòng đất. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng đó là một trận động đất. Một nhân công may mắn khác cũng thoát chết trong gang tấc khi đang trong giờ nghỉ của mình. Xian Shaowo đang đi về khu ký túc của mình, nơi mà cả gia đình anh đang sinh sống cùng nhau, thì bất chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn, tựa như tiếng một chiếc xe hơi đang khởi động, theo tờ Beijing News. Một người sống sót khác nhưng lại kém phần may mắn hơn trong thảm họa ở Thâm Quyến là He Wenming, ông chủ một công ty phân loại và tái chế rác. Người đàn ông 36 tuổi này cùng người em trai hiện vẫn đang tìm kiếm thân nhân của mình, gồm cha mẹ, vợ con, một người em gái và gia đình của cô cùng 5 đồng nghiệp khác trong nỗi tuyệt vọng. Sáng hôm qua, hai anh em ông He có việc công cán nên ra khỏi nhà từ sớm. Ngôi nhà của họ chỉ cách đống đất đá lớn trên đỉnh đồi khoảng 1 km. Chúng tôi lái xe để thu thập phế liệu từ lúc 7 giờ 40 phút và mọi thứ ở nhà đều ổn cả. Sau đó chúng tôi trở về vào khoảng 11 giờ 40 phút và nhận thấy ngôi nhà của chúng tôi đã bị chôn vùi dưới bùn đất. Lớp đất đá và sắt thép cao đến hơn 4 mét khiến chúng tôi không thể nhìn thấy phần mái nhà, ông He nói với tờ Global Times. Mưa to và lũ lụt đã tàn phá dữ dội tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Số người thiệt mạng do mưa lũ lịch sử tại đất nước này đã tăng lên con số 33 người. Thiệt hại về người do đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, trong khi các trận mưa lớn vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương của tỉnh này. Số liệu từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa công bố cho thấy, các trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 63 năm qua liên tiếp xảy ra ở tỉnh này từ giữa tháng đến nay đã khiến 33 người thiệt mạng, 8 người mất tích. Hơn 3 triệu người tại 103 quận huyện trên toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng. Đến nay, Hà Nam đã phải di rời khẩn cấp 376.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm. 215.200 hectare cây trồng bị tàn phá, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 187 triệu đô la Mỹ. Sáng qua, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa màu vàng, mức báo động thứ 2 trong 4 cấp trên cả nước, trong đó một số tỉnh được dự báo có mưa to đến rất to như Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam và Chiết Giang. Trong khi đó, Đài Khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức báo động cao nhất về mưa lớn. Giờ đây, không chỉ thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này bị mưa lũ tàn phá, hàng loạt các địa phương khác như An Dương, Hạc Bích, Tân Hương, lượng mưa cũng đang đều ở mức báo động. Thank you.
Hôm vừa qua, chính quyền địa phương phát cảnh báo thành phố Tiêu Tác có thể chứng kiến lượng mưa lên đến 500mm vào ngày Chủ nhật, nguy cơ gây ra lũ lụt lớn chưa từng có trong một thế kỷ. Các khu vực khác bao gồm cả thủ phủ Trịnh Châu, cách Tiêu Tác chưa đầy 100km về phía nam, cũng được dự báo hứng chịu mưa song cường độ nhỏ hơn. Việc dự đoán thiếu chính xác về địa điểm hứng chịu lượng mưa lớn nhất góp phần khiến nhà chức trách Trịnh Châu không kịp trở tay ứng phó khi nước lũ đột ngột dâng lên. Chen Tu, trưởng ban dự báo thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã nỗ lực cải thiện khả năng dự báo thời tiết cực đoan của mình, song đây thực sự vẫn là một thách thức toàn cầu. Theo ông, các mô hình dự báo hiện tại hoạt động tốt trong điều kiện bình thường nhưng không phát huy tác dụng với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông cho biết có nhiều điều không chắc chắn trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của một dự báo. Các nghiên cứu trong quá khứ cũng cho thấy lượng mưa là một trong những yếu tố khó dự báo nhất và hầu hết các nhà khí tượng học đều đồng tình rằng không thể dự báo lượng mưa sẽ trút xuống vào một giờ cụ thể trong một ngày nhất định nào đó. Theo một nghiên cứu được phòng thí nghiệm trọng điểm về thời tiết khắc nghiệt Trung Quốc thực hiện vào hồi năm ngoái, các cơ quan khí tượng nước này đã đưa ra dự báo mưa trong 24 giờ chính xác khoảng 15% trong năm 2008. Tỷ lệ này tăng lên 20% vào năm 2022. Ngay cả ở Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu, những nơi có lịch sử lâu đời về hoạt động nghiên cứu khí tượng, tỷ lệ chính xác cũng chỉ đạt 30%. Trong khi đó, nhiều người dân Trịnh Châu vẫn chưa hết bàng hoàng với trận lũ lụt khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến trong đời. Thưa quý vị khán giả, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương ngày thứ 5 cho biết, tổng cộng có 91 người còn mất tích sau vụ lở đất ở Trung Quốc, làm đổ sập 33 tòa nhà ở một khu công nghiệp thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Một người đàn ông 36 tuổi cùng Yang Feng, 23 tuổi, nằm trong số hàng chục người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu công nghiệp Hentayu lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Ba. Theo các nhà chức trách, đến nay có 3 người bị thương trong thảm họa lở đất này. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt dưới bùn đất trong điều kiện địa hình không thuận lợi. Khu vực rộng gần 100.000m² chỉ còn là đống đổ nát. Trận lở đất đã dẫn tới một số vụ nổ đường dẫn khí đốt gần đó. Đường vào khá hẹp và dốc khiến các phương tiện rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Chúng tôi phải đi bộ tới đó, một nhân viên cứu hộ cho biết. Ngoài ra, mưa, tầm nhìn ban đêm kém và lượng bùn lớn là những yếu tố cản trở nỗ lực cứu hộ. Nguyên nhân của vụ lở đất là do lượng đất thải tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định, gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc. Trưa thứ Ba, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã kéo đổ 22 tòa nhà, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Tính đến 16 giờ ngày thứ Tư, số người mất tích trong vụ lở đất đã lên đến 91 người, trong đó có 59 nam và 32 nữ. Chính quyền Trung Quốc đã huy động hơn 1.500 người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn sau vụ lở đất. Hiện tại chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ lở đất. Tuy nhiên, trang mạng Vibác của Bộ Tài nguyên Đất đai của Trung Quốc đánh giá phần đất bị lở là đất bồi đắp nhân tạo, trong khi phần đất núi gốc không hề bị suy chuyển. Phần đất đắp nhân tạo bị lở xuống thuộc về một khu tập kết phù sa, loại đất thải ra trong quá trình thi công các công trình xây dựng, trong đó chủ yếu là đất thừa và rác kiến trúc. Do lượng đất loại tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết sau vụ việc, đất lở bao phủ một khu vực lên đến 380.000m². Theo một người dân địa phương, mỗi ngày đều có hàng trăm xe chở đất thải xây dựng đến đổ ở đây. Một nhân viên bảo vệ tại nhà máy ở hiện trường cho biết thêm, mỗi một xe đến đổ đất thải bị tính phí là 250 nhân dân tệ, khoảng 38 đô la Mỹ. Thiên tai, bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi và kéo theo những hậu quả nặng nề. Ngay lúc này, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn. Hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh mới nhất cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của đợt mưa lũ lần này tại Trung Quốc. Mưa xối xả ở Trung Quốc, 25 người tử vong, Phượng Hoàng cổ trấn chìm trong lũ, 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và lở đất. Đài CNN trích dẫn báo cáo của các quan chức Trung Quốc vào hôm vừa qua cho hay,
Mưa xoáy như tuần này ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người đã thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng. Địa danh nổi tiếng Phượng Hoàng Cổ Trấn của tỉnh Hồ Nam cũng chìm trong lũ quét. Hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết trong tuyên bố đưa ra vừa qua, mưa lớn đã khiến mực nước sông và hồ dâng cao đáng kể. Tất cả các cấp trên toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn ảnh hưởng gần như toàn bộ tỉnh Hồ Nam và một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ở mức lịch sử. Hãng thông tấn này dẫn lại thông báo của chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng mà không cung cấp thông tin chi tiết. Chính quyền các địa phương miền Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây đã tăng cường các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, ban hành cảnh báo đỏ để ứng phó với đợt mưa lũ lần này. Ở nhiều địa phương bị ngập nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiếp cận từng khu dân cư để sơ tán người dân. Nhiều ngôi nhà bị ngập nửa thân người, gia đình bị mắc kẹt trên tầng 2. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mưa lũ năm nay bắt đầu từ tháng này. Sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái, lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhưng các nhà khoa học đã cảnh báo, thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía Đông Châu Á, bao gồm cả miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn, số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng. Tại các vùng khác ở Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thống không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 năm ngoái. Quả thực năm ngoái, Trung Quốc đã phải trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Khi đó, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không hề để ý đến năm cảnh báo đó liên tiếp về mưa xối xả, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Hơn 88.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm gia súc bị chết và hàng ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 220 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trước mùa mưa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước, cũng như miền Nam Tây Tạng. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam và các khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông có lượng mưa lên tới 150mm. Một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 60mm mỗi giờ kèm theo dông, bão và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu, gồm 4 cấp với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến lũ trên 25 con sông vượt mức báo động. Trước đó, ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp thời gian vừa qua, 25 con sông ở khu vực miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng nước lũ vượt mức báo động. Theo Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ tuần trước, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Lưu lưu vực sông Châu Giang. Lượng mưa tích lũy ở phía Đông Nam Quý Châu và phía Bắc Quảng Tây đã lên đến 100mm và đến 200mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn nhất đo được tại huyện Dung Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như Liễu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, thượng nguồn Liễu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, lưu vực sông Châu Giang vẫn sẽ có mưa trong tuần tới.
mực nước tại các con sông chính tại đây sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể xảy ra lũ lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét là khá cao. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán tại đây từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Được biết, kể từ đầu mùa lũ đến nay, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đã trải qua 8 trận mưa lớn, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây trở nên rất nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng loạt các địa phương như thủ phủ Nam Ninh, thành phố Bắc Hải, Sùng Tả, ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây giáp với Việt Nam, sáng và trưa ngày hôm qua vừa phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ. Có thể thấy trận lũ lụt đang diễn ra là kết quả của những đợt mưa liên tiếp diễn ra trong nhiều ngày tại khu vực phía Nam Trung Quốc. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc vào mùa hè. Các khu vực này thường xuyên có mưa lớn. Có thể thấy là mặc dù đã được dự báo trước, trận mưa lũ này cũng gây ra hậu quả nặng nề cho Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ chín cổng xả. Vào lúc 6 giờ ngày hôm qua, mực nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang, Chiết Giang đạt 108,37mm và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày, hồ chứa sẽ mở toàn bộ chín cổng để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800 m3 trên giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cổng xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08m. Đáng chú ý, khi các cổng xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa, mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Wow! Toàn là cá đấy, một người dân thốt lên khi chứng kiến cổng thủy điện xả lũ. Theo phóng viên báo Tân Kinh, Trung Quốc thường trắc cẩn những đàn cá này hoặc vốn đã sống ở hồ Thiên Đảo, nơi xây dựng đập thủy điện An Tân Giang, hoặc từ các bè nuôi cá của người dân quanh hồ Thiên Đảo do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Một số hình ảnh được cho là người dân Chiết Giang thu hoạch cá mè hoa do đập thủy điện Tân An Giang xả lũ. Thưa quý vị khán giả, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay, hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Massimo, huyện Mao để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay, theo AFP. Khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi sụp xuống, tạo thành đống đất đá dài khoảng 2 km chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền huyện Mao cho biết các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở. Hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở. Xinhua cho biết một phần của một ngọn núi ở Tây Tạ và khu tự trị dân tộc Khương Tứ Xuyên bị đổ sập lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng 1 trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Quý vị thân mến, một trận lở đất khác ở Trung Quốc đã làm 22 tòa nhà ở khu công nghiệp sụp đổ. 22 tòa nhà đã sụp đổ trong một vụ lở đất tại khu công nghiệp phía Nam Thâm Quyến, Trung Quốc. Khoảng 900 người đã được sơ tán, 4 đứa trẻ đã được cứu lên từ đống đổ nát mà không bị thương tích. Hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được từ đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cho biết, với tốc độ dòng chảy 17.800 m3 trên giây, thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay, hồ chứa nước của đập thủy điện Tây An Giang, Giang Tây, Trung Quốc mở tiếp cổng xả lũ số 2 và số 8, ghi nhận toàn bộ 9 cổng xả lũ được mở lần đầu tiên trong lịch sử sau 64 năm xây dựng kể từ năm 1959. Theo The Dipper, Trung Quốc sau khi mở 9 cổng xả, hiện trường như đang trải ra trận mưa vô cùng lớn. Mặt sông tựa như là mặt biển và từng đợt sóng lớn trắng xóa chảy cuồn cuộn. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nghiên cứu chi tiết về thiệt hại của việc mở cửa xả lũ, nên nó đã cuốn bay hàng trăm kho căn cứ quân sự mà Trung Quốc đang thi công, làm thiệt mạng hàng trăm binh lính canh gác. Còn theo miêu tả của phóng viên báo Đông Phong buổi tối, thì cảnh tượng chẳng khác gì cuồng phong gào thét, đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cho biết.
Với tốc độ dòng chảy 17.800 m khối trên giây thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Do đập thủy điện xả lũ nên mực nước sông ở Hạ Du cũng không ngừng dâng cao. Tính đến hơn 10 giờ cùng ngày, mực nước bề mặt sông cách gầm cầu Tử Kim chỉ khoảng 5 mét. Trước việc đập thủy điện mở cửa toàn bộ 9 cổng xả lũ, toàn thành phố Hàng Châu đã không nhận được thông báo trước cho người dân nên đã tạo ra con số tử vong 3.128 người, không nhận thấy nó đã san phẳng khu căn cứ quân sự, gây ra vụ nổ to lớn. Sau đó, tất cả vũ khí cùng đạn dược cuốn theo dòng lũ trôi xuống vùng hạ lưu. Trước đó, tính đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, mực nước trong hồ chứa nước của đập Tây An Giang đã đạt 118,37 m và nếu tiếp tục dâng cao, dự báo nó sẽ lập mực nước cao nhất trong lịch sử. Được biết, Trung Quốc đang xây dựng thêm 3 căn cứ không quân mới, mở rộng 5 căn cứ quân sự khác trải dài từ Tân Cương đến Tây Tạng nhằm tăng cường sức mạnh trên không, nhưng nó đã bị dập tắt trước khi được hoàn thành. Kính thưa quý vị khán giả, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, bão trồng bão, lũ trồng lũ, mưa vẫn cứ mưa. Có thể nói rằng những gì thiên nhiên tàn phá qua những trận lũ lụt, lũ quét, sạt lở, bão tố, động đất sẽ không bằng những gì mà chiến tranh để lại. Nhưng với thời gian kéo dài, nó sẽ kéo dài trong một tháng qua thì nó còn ghê gớm hơn cả một trận chiến tranh. Trung Quốc thích nước và biển, thích đem quân đi đánh chiếm khắp nơi. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà thiên nhiên đang thực hiện ý muốn đó của Trung Quốc, muốn biến Trung Quốc thành Biển Đông thứ hai. Để Tập Cận Bình không phải tốn công, tốn sức đi đánh chiếm biển đảo Việt Nam, cũng như lãnh thổ, lãnh hại các nước khác trên thế giới. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ ở Trung Quốc hiện vẫn đang hết sức nghiêm trọng. Theo một đài truyền hình địa phương Trung Quốc cho biết, từ tối ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Trung Quốc liên tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Những cơn mưa này trút hàng tỷ mét khối nước xuống Trung Quốc, làm cho nhiều thành phố phía Nam, phía Tây, phía Đông của nước này bị nhấn chìm trong biển nước. Theo ghi nhận của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết, tỉnh mà chịu thiệt hại nặng nề nhất vào đêm ngày hôm qua là tỉnh Tứ Xuyên, khi cơ quan cảnh báo khẩn cấp thiên tai tỉnh này cho biết một con đê bao và một con đập mang tên Giang Đông 2 đã bị vỡ ngay trong đêm ngày hôm qua vì không chịu được áp lực của những trận mưa to đến rất to. Vì vậy mà nó vỡ, nó đã nhấn chìm một sở chỉ huy quân sự tỉnh Tứ Xuyên. Ngoài ra, vỡ đập cũng đã khiến cho dòng nước ở những con đê bao trở thành những cơn lũ ống, lũ quét tàn phá toàn bộ sân bay, bến cảng, nhà ga, trường học, bệnh viện và hai khu đô thị đông dân thành phố Tứ Xuyên. Hai khu đô thị này được cho là đã vùi lấp hoàn toàn, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 3 tỷ nhân dân tệ. Theo những hình ảnh mà tờ báo Trung Quốc cung cấp thì những nơi mà lũ quét đi qua đều trở thành hoang tàn. Những nơi trước đây được ví như thành phố không ngủ về đêm thì nay sẽ biến thành những thành phố ma không một bóng người. Nhiều nơi ở Tứ Xuyên bây giờ không khác gì sa mạc Sahara ở châu Phi, một cảnh tượng quá kinh khủng. Bây giờ toàn bộ thành phố Sơn Đông cùng các tỉnh lân cận đã biến hết thành sông, thành biển, đâu đâu cũng toàn nước và nước. Đến những căn nhà cao tầng từ 4 đến 5 tầng bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Tất cả đều bị phủ lấp bởi những trận mưa to, lũ quét, lũ ống trong suốt đêm ngày hôm qua đến rạng sáng hôm nay chưa chấm dứt. Hiện cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn cấp của Trung Quốc đang cho tiến hành tìm kiếm những người dân bị mắc kẹt và mất tích. Đến giờ phút này, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thống kê thông tin gì liên quan tới trận mưa, vỡ đê, vỡ đập ở thành phố Sơn Đông vào đêm ngày hôm qua. Nhưng theo ghi nhận của tờ báo địa phương này cho biết, trận mưa lũ đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay được cho là còn khủng khiếp hơn rất nhiều trận lũ lịch sử năm 1945 mà phía Trung Quốc phải gánh chịu. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền và vật chất. Quý vị thử nghĩ xem. Công việc không có chính quyền hỗ trợ ít, dịch bệnh, mưa lũ, thiên tai rồi cả châu chấu tàn phá nông nghiệp. Người dân Trung Quốc bị đói chết cũng là điều dễ hiểu. Chính phủ có thể hỗ trợ cho người dân được vài bữa, vài ngày. Cùng với đó, người dân cũng chỉ có thể tự xoay sở được 3 bữa nửa tháng. Chứ đằng này ông trời cho mưa lũ hơn một tháng trời. Người Trung Quốc không có nhà để sống, chui giúp bầy đàn như người nguyên thủy. Bị đói chết cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng với tình hình hiện tại, chính quyền của lão già Tập Cận Bình muốn cứu người dân cũng khó, thậm chí lão ta còn chẳng thèm cứu cái văn hóa của người Trung Hoa xưa nay vẫn thế. Họ sẵn sàng hy sinh dân chúng để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi của chính mình, nói gì đến cứu giúp người dân.
Các nguồn tin cho hay vào lúc này đây, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn cho là vẫn đem tàu chiến, máy bay ném bom ra ngoài Biển Đông để gây hấn, tập trận bắn đạn thật thị uy sức mạnh trước các nước yếu thế hơn trong khu vực. Tiền cứu dân thì không có, chứ số tiền đưa quân đóng tàu chiến thì vẫn dư thừa. Bởi thế, dân Trung Quốc chịu sự lãnh đạo của những kẻ máu lạnh này thì quá khổ cực. Tội ác của Tập Cận Bình là quá rõ ràng, một lời khó có thể nói hết. Ông trời hiểu được tội ác của lão ta nên mới cho thiên tai thảm họa trừng phạt Trung Quốc để thế giới được bình yên. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là một ngày đen tối với chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhưng sau tất cả, dường như ông ta vẫn chưa cảm thấy thấm thía nỗi sợ trước những đòn trừng phạt đau thấu xương của thiên nhiên. Kính thưa quý vị, một thông tin được cho là khá buồn đối với Trung Quốc khi vào tối ngày hôm qua trên sóng truyền hình trung ương nước này, trong bản tin về dự báo thời tiết đã phát đi cảnh báo cho người dân các tỉnh, thành phố phía Nam, phía Tây của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tây, Chiết Giang, Trùng Khánh, Vân Nam và Hà Nam, cũng như một số khu vực khác phải di dời toàn bộ người già, trẻ em đi tránh bão khẩn cấp. Những gia đình có điều kiện khá giả, đặc biệt là những vật dụng có giá trị lớn như xe hơi, két sắt, chữ vàng, tiền cùng nhiều tài sản có giá trị từ triệu nhân dân tệ trở lên, hãy đóng gói và gửi sang nước ngoài gấp. Bởi vì từ nay đến cuối tháng 6, thậm chí sang nửa đầu tháng 9 mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, vỡ đê, vỡ đập, bão tố mịt mờ sẽ còn xuất hiện rất nhiều. Không những thế, ba cơn bão mạnh đang hoành hành ở Biển Đông được cho là sẽ tiếp tục ập vào đất liền của Trung Quốc để càn quét các tỉnh thành phía Nam, phía Tây, phía Bắc nói trên. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang ra báo động đỏ. Tuy nhiên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là vẫn phát động cho quân đội Bắc Kinh gây gổ, gây hấn với cả nhiều nước trong khu vực, nhất là Biển Đông. Vì thế mà rạng sáng ngày hôm nay, theo thông tin tờ báo CNN của Mỹ cho biết, một tàu chiến hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã có vụ đụng độ giáp mặt đầy căng thẳng với cả ba con tàu hải cảnh phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông, giáp với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam khi phía Trung Quốc cho bắn đạn thật, phóng tên lửa uy hiếp một con tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tình hình có thể đang rất gấp và nghiêm trọng. Nếu như dự báo trên của Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc là đúng, thì nhiều khả năng con sông Nhân Tử, sông Hoàng Hà, sông Mê Công và đập Tam Hiệp sẽ không chịu được áp lực. 99,8% con đập lớn nhất thế giới sẽ bị vỡ, và khi nó vỡ, nó có thể nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc thành biển cả. Những đồ dùng quý giá kể trên như xe hơi, nhà lầu, tất cả trở thành đống sắt vụn, trở thành những vật dụng vô tri vô giác. Do vậy, nhiều cơ quan chính quyền địa phương đề nghị người dân hãy nhanh chóng đem những đồ trên sang nước ngoài để cất giữ, đặc biệt là đem sang Việt Nam chúng ta để gửi gắm. Tuy nhiên, vì lo ngại an ninh quốc gia và dịch bệnh nên biên giới của Việt Nam quyết định không tiếp nhận người và hàng của phía Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, hiện trên thế giới không chỉ có Việt Nam là tiếp nhận người và hàng của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo hình ảnh vệ tinh của trang mạng chuyên theo dõi Biển Đông cho biết, hình ảnh cung cấp rằng cơn bão số 3 đang càn quét quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nó đánh sập gần 100 tàu thuyền đánh cá của phía Trung Quốc. Trong 3 ngày vừa qua, phía chính quyền ông Tập đã cho tàu thuyền của Bắc Kinh tràn xuống Biển Đông để đánh bắt thủy sản lên tới 3.000 tàu thuyền các loại. Cơn bão số 5 ập đến quần đảo đánh cho tan nát, đánh sập gần 100 tàu thuyền các loại của phía Trung Quốc. Đây được cho là nhân quả báo ứng khi phía chính quyền cấm các tàu thuyền của Việt Nam đánh bắt thủy hải sản ở ngoài Biển Đông, nhưng lại cho 3.000 tàu thuyền các loại Trung Quốc tràn ra ngoài Biển Đông để khai thác thủy hải sản. Đây chính là tội lỗi mà Trung Quốc gây ra, thiên nhiên được cho là vẫn tiếp tục gia tăng trừng trị Trung Quốc. Thưa quý vị, liên quan đến cơn bão số 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định trên Biển Đông, bão có khả năng mạnh tới cấp 11, giật trên cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Bão có khả năng đi vào tỉnh Quảng Đông, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và xuyên thẳng vào thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, gây ra mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, gây thảm hại tại 28 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc. Mới đây, hiện tượng mưa lớn kéo dài những ngày qua tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc đang khiến đập Yatan đối mặt với nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trận mưa lớn nghìn năm có một này đã gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh đáng sợ, trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi tàu điện ngầm. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Nghìn năm có một, trận lũ lịch sử nước dâng ồ ạt đến cổ hành khách trên tàu điện ngầm Trung Quốc.
Trận mưa lớn nghìn năm có một tại Hà Nam, Trung Quốc gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh đáng sợ. Trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi tàu điện ngầm, một bàn tay chống vào cửa sổ, một toa tàu điện ngầm khi dòng nước lũ màu nâu sẫm ồ ạt dâng lên ở đường hầm là một trong nhiều cảnh tượng đáng sợ xảy ra dưới lòng đất ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc vừa qua. Ít nhất 118 người thiệt mạng, 200.000 người ở Hà Nam phải di tản khi trận lũ nghiêm trọng ập xuống hôm qua. Theo Reuters, Hà Nam những ngày qua đã chứng kiến trận mưa dữ dội nhất trong 100 năm. Mạng xã hội Weibo và các trang tin tức địa phương chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh tượng đáng sợ khi các hành khách tàu điện ngầm hốt hoảng bám vào những nơi có thể bám trong lúc nước lũ dâng lên tới ngực, thậm chí tới cổ một số người. Trong đoạn video, nước lũ đầy bùn đất chảy mạnh với tốc độ nhanh khiến nhiều người hoảng sợ. Các bậc phụ huynh nhanh chóng bế con lên khi hệ thống đèn bị hỏng và không gian trở nên tối tăm. Nước tràn vào từ các khe hở trên cửa ngày càng nhiều và tất cả chúng tôi sau đó đứng hết lên ghế. Một phụ nữ kể về trải nghiệm đáng sợ trên Weibo. Trong nửa giờ đồng hồ sau khi mực nước dâng lên ngày càng cao hơn trong toàn tàu, bắt đầu từ mắt cá chân lên đến đầu gối rồi lên tới cổ chúng tôi. Điện tắt phụt, nửa giờ sau thở thôi cũng là điều khó khăn, một nữ nhân viên chứng kiến kể lại. Sau đó, đội cứu hộ đã xuất hiện và phá tàu để kéo hành khách ra bên ngoài. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đổ xuống Trịnh Châu và các thành phố lân cận của Hà Nam được xem là nguyên nhân gây ra cảnh tượng trên. Mạng xã hội tràn ngập các dòng cập nhật từ những người đầy sợ hãi vì có thân nhân là người sống ở Trịnh Châu. Họ không thể liên hệ với người nhà khi đường dây thông tin bị gián đoạn. Tầng 2 liệu có an toàn không? Cha mẹ tôi sống ở đó nhưng tôi không gọi được cho họ, một người lo lắng viết. Mưa lớn làm nhiều khu vực mất điện, trong đó có một bệnh viện với 10.000 bệnh nhân. Các nhân viên y tế phải dùng tay bơm oxy và cho người bệnh ở phòng chăm sóc tích cực khi máy thở không thể hoạt động. Đường xá tại hàng chục thành phố ngập trong biển nước. Sáng sớm hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tình hình lũ lụt ở Hà Nam là rất nghiêm trọng và yêu cầu chính quyền ưu tiên sự an nguy của tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập, lũ lụt Trung Quốc vô cùng nghiêm trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trận lũ chết người ở tỉnh Hà Nam vô cùng nghiêm trọng khi các đập bị vỡ và nước sông tràn bờ. Một số hồ chứa đã bị vỡ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tình hình kiểm soát lũ lụt là vô cùng nghiêm trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay cho hay thêm rằng tình hình đang trong giai đoạn nguy cấp. Ông Tập chỉ thị các cấp chính quyền ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện cẩn thận và nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Tỉnh Hà Nam hứng chịu những trận mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Chính quyền Lạc Dương thông báo, mưa lũ đã tạo ra vết thủng rộng 20m, tại một con đập gần thành phố và cảnh báo nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan kiểm soát lũ lụt Lạc Dương cho biết, một hồ chứa nước lớn cũng có nguy cơ vỡ đập, buộc giới chức phát lệnh sơ tán. Một đơn vị quân đội Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực để đối phó với lũ lụt và giải cứu người dân gặp nạn. 112 người chết sau khi mưa xối xả, làm sập một tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Nhiều người đi bộ được giải cứu khỏi những xoáy nước trên đường phố, trong khi 200.000 người đã được sơ tán tại thành phố này. Quân đội Trung Quốc cảnh báo con đập cách thành phố Trịnh Châu khoảng 1 giờ di chuyển bằng ô tô có thể vỡ bất cứ lúc nào sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong các trận bão lớn. Binh sĩ cũng được triển khai tới các con sông khác gần đó để gia cố bờ đê bằng bao cát. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, đường xá, mùa màng. Lũ lụt trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ qua, được cho là một phần do xây dựng đập tràn lan. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt trên khắp thế giới, cùng các kiểu thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc điều động binh sĩ quân đội ngăn chặn vỡ đập. Tại Trung Quốc, binh sĩ quân đội đã được điều động để ngăn chặn một con đập bị vỡ ở tỉnh Hà Nam trong bối cảnh lũ lụt đang hoành hành và gây thiệt hại tại tỉnh này. Nước lũ đã cuốn trôi hai con đập ở những vùng khác của Trung Quốc trong tuần này. Mưa lớn và nước lũ dâng cao gây ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào tuần qua. Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã thông báo rằng có một vết thủng khoảng 20m đã xuất hiện trên thân đập này và toàn bộ kết cấu của đập Yehetan có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
trong một bài đăng trên Weibo, một nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc PLA cho biết quân đội đã được cử đến để chuyển hướng dòng nước lũ, ngăn vỡ đập. Trang tin tức Shanghai Daily chia sẻ, 20.000 binh sĩ và cảnh sát có vũ trang đã được triển khai đến đập Yehetan và một con đập khác ở tỉnh Hà Nam để ngăn lũ lụt gây thiệt hại. Tình trạng lũ lụt diễn ra phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Việc xây dựng nhiều con đập đã diễn ra và hệ quả là các con sông từng đưa nước lũ ra khỏi vùng đồng bằng đã bị chuyển hướng. Hai con đập đã bị vỡ trong cùng ngày ở vùng Nội Mông của Trung Quốc, khiến hơn 20.000 hecta đất chìm trong nước lũ, hàng chục cây cầu và cống bị cuốn trôi, khoảng 16.000 người dân địa phương đã bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người buộc phải đi sơ tán. Đang lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc lại sắp đón bão số 3. Bão số 3 hiện đang mạnh dần lên trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương và bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực của Nhật Bản. Cơn bão dự kiến có khả năng tấn công Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực của Trung Quốc đại lục vào cuối tuần này. Thông tin cập nhật về bão số 3 được đưa ra sau khi cơn bão số 2 mạnh lên nhanh chóng và tiến vào bờ biển phía đông nam của Trung Quốc hôm thứ Ba. Trong đất liền, bão số 2 mang lại tổng lượng mưa từ 100-200mm trên diện rộng cho các vùng thuộc các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa lên tới 500mm, nối gót bão số 2 là bão số 3. Dù chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng đang tiếp tục mạnh dần lên trên Thái Bình Dương vào lúc 17 giờ ngày hôm qua. Sức gió của bão số 3 là khoảng 140km/h. Cơn bão đã mang theo cơn mưa đến các hòn đảo phía nam của Nhật Bản và mưa được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên trong suốt tuần này khi bão số 3 từ từ di chuyển về phía Tây. Tốc độ di chuyển chậm của cơn bão sẽ khiến trọng lượng mưa tăng lên đáng kể. Nhiều hòn đảo phía nam Nhật Bản có thể hứng lượng mưa lên tới 250mm, thậm chí là 500mm ở những nơi cao hơn. Trước khi đón bão, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã hứng lượng mưa cao kỷ lục, chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là các thành phố Trịnh Châu, Củng Nghĩa thuộc tỉnh Hà Nam. Theo thống kê, ít nhất 118 người ở khu vực miền Trung Trung Quốc đã thiệt mạng và 200.000 người khác phải sơ tán vì mưa lớn và lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, cơn mưa dữ dội cuối tuần trước gây lở đất ở huyện Chu Khúc, tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Được đánh giá không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là hậu quả có thể dự báo từ thái độ thờ ơ đối với môi trường của giới chức Trung Quốc. Thảm họa lở đất sau trận mưa lớn hôm qua đã đưa số người tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc mùa hè này lên tới hơn 3.000 trường hợp. Theo các số liệu chính thức, đây là mất mát lớn nhất do mưa lũ và lở đất trong vòng hơn một thập kỷ qua của Trung Quốc. Khu vực phía Bắc của Trung Quốc hiếm khi chứng kiến một thảm họa như vậy, kể cả sau một mùa mưa dữ dội bất thường khắp châu Á. Tính đến tối thứ Năm tuần này, con số người chết đã lên tới 1.144 người và 600 người vẫn mất tích. Theo Tân Hoa Xã, tuy nhiên, người dân địa phương tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều và vẫn đang tiếp tục tăng. Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được xúc tiến khẩn trương, song đến nay mưa vẫn chưa dứt, dẫn đến lo ngại rằng có thể còn lở đất còn chưa kết thúc. Những người sống sót đang phải vạ vật trong những túp lều dưới cơn mưa vẫn xối xả hôm thứ Năm vừa rồi, sau khi một trận lở đất mới trong đêm đã chặn con đường huyết mạch đến huyện Chu Khúc. Thêm vào đó, quan chức địa phương cho biết sự lây lan của dịch bệnh cũng là một mối lo lớn hiện nay trong hoàn cảnh các cơ sở y tế và cung cấp nước bị hư hại trong khi xác người và động vật bị chôn vùi dưới bùn đất bắt đầu phân hủy. Chính quyền Trung Quốc cho rằng thời tiết bất ổn là nguyên nhân của vụ lở đất, song các chuyên gia tin rằng phát triển thủy điện và phá rừng trong khu vực đã góp phần vào thảm họa. Họ cho rằng đó là một thảm họa đã được báo trước từ sự phát triển thiếu kiểm soát trong khu vực và nhiều bi kịch tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác của Trung Quốc nếu sự cân bằng của tự nhiên tiếp tục bị coi nhẹ. Các nhà khoa học Trung Quốc từng cảnh báo rằng phá rừng ở các khu vực địa chất nhạy cảm như vậy có thể gây ra những vụ lở đất nghiêm trọng và thảm họa vừa rồi ở Cam Túc đã chứng minh điều đó. Trong các năm 1952-1990, đã có hơn 100.000 hecta rừng trên các sườn dốc bao bọc huyện Chu Khúc bị khai phá, để lộ ra những sườn núi chọc có kết cấu địa chất yếu và khó tránh khỏi sói lở. Dù vậy, cơn mưa dữ dội vừa rồi ở Trung Quốc với những hậu quả khủng khiếp đã được dự báo từ năm 1997 vẫn khiến tiến sĩ Khi kinh ngạc bởi mức độ của thảm họa. Ông cho biết lở đất là do điều kiện địa chất, nhưng nó trở nên trầm trọng bởi nạn phá rừng. Tôi thật không thể ngờ tới một trận lở đất lớn như vậy. Một bản báo cáo năm 2006 của Trường Đại học Lan Châu cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lở đất do phá hủy các cánh rừng bao bọc Chu Khúc để khai thác mỏ.
thủy điện, nông nghiệp và các dự án phát triển khác. Cũng theo nhận định của một số chuyên gia địa phương, các nhà chức trách Trung Quốc đã đảm nhiệm tốt trách nhiệm cứu hộ và cứu trợ sau thảm họa, duy trì được uy tín mà họ đã gây dựng sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008. Tuy nhiên, các nỗ lực sau thảm họa của Trung Quốc không thể làm dịu đi những chỉ trích vì sự lơ là với các cảnh báo về nguy cơ thảm họa sau hàng thập kỷ khai khoáng, khai thác gỗ và phá hủy các dòng sông để làm thủy điện. Chính phủ Trung Quốc đang chịu sức ép dư luận ngày càng tăng sau thảm họa vì điều này.